Nến thơm người ta đốt trong phòng mình mang luôn ra ngoài trời cho nó máu Đấy thì là câu chuyện của một lúc nữa Còn bây giờ thì mình phải đi mua đồ ăn sáng cái đã Lâu lắm rồi không mua bánh trái ở ngoài chợ để ăn sáng đấy Nay thì mình vẫn cầm chỉ đúng 20k thôi Mua được đâu bánh giò này bánh giò và một vài cái bánh rán nữa Mấy loại bánh này thì giá từ 2k đến 5k thôi Ngoài chợ mà rẻ như chói Đấy đúng hai chục được từng này cái bánh mang về quán chén Gì chứ cứ phải ăn mình bánh giò đầu tiên Sao ở quán nhìn người ta cắt dễ dàng và chuyên nghiệp thế nhà mình cắt ở đây lôm cá lôm cơm thôi cũng tạm được rồi cho tí tương ớt vào ăn cho nó tê cay mà nhìn cái lớp vỏ người ta gói có nhiều lá thế không biết nhưng mà được cái ở trong cũng nhiều bánh nhiều nhân nên là không sao à nay ăn cái phần nhân mọc nhĩ thịt hơi mỡ này ăn rất ngậy luôn nha nhưng mà buổi sáng ăn thế này thì nhanh ngán lắm trời ơi thôi thì cố nốt cái bánh giò xong đó quay ra thì ăn bánh giò cái bánh giò này nhỏ bé xíu ấy nhỉ. À? nãy bánh giò thì là khai vị còn ăn cái bánh này thì gọi là lót dạ lúc nào ăn bánh giò thì cái công cụ bóc và cắt bánh thì rất là mệt nó dính ơi là dính nhưng mà lúc mà ăn thì cái vị nó lại bù đắp lại ăn gọi là vô cùng ngon luôn đấy xíu thì quên dưới tí mật vào chứ dàn đều ra chiếc bánh mật nó lóng lanh nó sánh quyện mà lại còn rất thơm luôn nha đấy ôi trời ơi cái miếng bánh nó dính nó dính gì đâu á để mà nói không có mật thì chắc là không ăn được bánh do luôn mất nó sẽ nhạt nhạt hơn cả nước ốc nhạt như cái cách bạn nói chuyện với Crud ấy còn thêm tí mật thì khác ngay miếng nó dẻo dẻo lại thơm thơm vị gừng thôi đấy ăn tạm ba miếng xong quay ra ăn miếng bánh rán nào bánh rán vừng và bánh rán đường nhưng mà đều nhân ngọt nha đấy nói chung là bữa sáng cứ phải tổng thể như thế thì mới no bụng được xong xuôi rồi, rồi thì bây giờ quay ra khui đồ với mình nha cái này là mình thấy chị biết mua nên cũng hí hửng đặt theo tại vì đợt này là sinh viên năm tư suy nghĩ nhiều cũng hay mất ngủ làm tiểu luận rồi là báo cáo chạy deadline nghĩ nhiều không sao ngủ được nên cần đến ít nến thơm ha cái bên lấp điên này nó đóng gói cẩn thận thế nhỉ mình thì đặt cả năm mùi luôn đã quất là phải quất tới bến mà bây giờ trông rất là xịn sò nha cái này làm quà noel cũng hợp lý ha đi kèm với nến thì có cả diêm để châm đốt nè tầm lý thế nhỉ đây nhưng mà có cái thứ xinh xẻo hơn nữa ở phía sau đây này hè mình mua thêm cái khay đựng đi mà cái khay này thì bằng kim loại nên là trông cũng chắc chắn lắm có cái cột nam châm để dựng lên đây này thế nên yên tâm trời mà có bão thì cũng không đổ được đâu à đấy là với những người mà chơi nến thơm ở ngoài trời như mình nhưng mà ai lại cứ dựng như thế nó buồn cười phải có những cái cham đi kèm nữa chứ đấy đặt vào cái xoay vòng vòng cute luôn mình là mình rất thích mấy cái vòng này con ngựa nha với ước mong là phi tới thành công ấy mà nhưng mà thành công thì chưa thấy đâu đấy xong là cứ gắn từng cái móc từng con ngựa vào như thế này thôi cứ đủ 6 cái là có thể chơi được rồi đấy cứ xoay xoay như thế này y như cái vòng quay ngựa gỗ ấy nhỉ đây là mình đặt ngoài trời thì nó có gió tự xoay còn bình thường thì mọi người đốt nến ở phía dưới thì hơi nến cũng sẽ làm nó xoay nha đây mình giờ sẽ đốt thử một cái giờ rất là thèm đi đà lạt này đấy ra quyết định đốt cái nến hương thơm đà lạt mong là nó sẽ tạo được chút không khí đà lạt ở cái đất sơn tây này ui chả nhìn cái cốc nến nó cũng xinh lắm cơ À nhưng mà nhắc lại nha là mình uh, review ở ngoài trời thôi chứ còn bình thường là mọi người phải đốt ở trong nhà nha Xong nhỡ đâu lại mua về lại đốt ở ngoài trời như mình thì hoài phí Chưa đốt nến mà đã ngửi thấy mùi thơm rồi mọi người ạ à. Mùi của những tán thông của hương cây cỏ phản vất quanh đây Những làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt đưa hương thơm đấy chan hòa vào không khí Và nhờ một nguyên lý nào đấy mà những con ngựa của mình đã tự xoay vòng được Nói chung là trông rất xinh xẻo nha Giờ thì cho thêm tí tuyết ôi rồi ôi mê chít mất luôn Quá hợp lý mọi người ạ à. Đợt này thì Noel mình sẽ mua hết nến thơm mà đi tặng mọi người Nó vừa giúp mọi người thư giãn tốt cho sức khỏe lại còn xinh xéo thế này cơ mà. Xem đến đây thì nhớ follow kênh mình nha.